Tử vi về ngày 24 tháng 12 âm lịch, Giáp Thân. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Trong chương trình Tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của 12 con giáp sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 24 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan về ngày 24 tháng 12 âm lịch. Ngày 24 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 24 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Giáp Thân, ngày này có nạp âm là Tuyền Trung Thủy, tức là nước trong suối. Do Thân và Dần chính xung, giáp dương mộc khắc mộc dương thổ, canh dương kim khắc giáp dương mộc, đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu. Đối với các tuổi Canh Dần sinh năm 2010-1950 và Mậu Dần sinh năm 1998. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 24 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp giáp dương mộc là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. May mắn trong ngày cần có các tinh là phúc tinh trường mệnh, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn phải thực hiện trực thái tuế nên cần hết sức chú ý vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những mâu thuẫn, thị phi, bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong ngày này, các gia chủ nên chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho những người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ về sau. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp giáp dương mộc là Tỵ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó còn có ba cát thần là Mã Tinh, Phúc Tinh và Thiên Lộc giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, lại hợp quan ấn, mệnh chủ cơ quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho bản mệnh. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp giáp dương mộc là kết tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ cần thiết xung quanh mình. Ngoài ra trong ngày cần có hung tinh kình dương và kiếp sau chiếu mệnh, đều chủ về tai họa, thương hiệu, cho nên gia chủ tuổi Mão cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không quá đáng tiếc,
liên quan đến pháp luật. Hơn nữa tuổi Mão năm nay, cùng với Thái Tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao Lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Vào ngày Giáp Thân, các gia chủ tuổi Thìn có kim dư chiếu mệnh, đây là các tinh phú quý, cho nên trong ngày bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên mà nói về tổng thể vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay Nam Vương về vận quý nhân để tận dụng cơ hội cho người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp Dương Mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ, nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt thì sẽ ắt có được tài lộc. Sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có hai cát thần là Văn Xương và Thái Cực chiếu tinh đem lại những may mắn cho gia chủ. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những kết quả xứng đáng. Người tuổi Tỵ năm 2020 Canh Tý thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp giáp Dương Mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó còn có hai cát tinh là Mã Tinh và Thái Cực chiếu mệnh đem lại may mắn cho gia chủ tuổi Ngọ. Mã Tinh là tướng buôn ma nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao Mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham trong ngày nên bản mệnh để nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, gặp nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh xa những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp Dương Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý hung tinh, kiếp sát, chiếu mệnh sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Canh Tý có quan hệ tương hại, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp giáp Dương Mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Đặc biệt bước sang năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn.
10 tuổi Dậu, Dậu âm kim gặp giáp Dương Mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình, do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các lệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, sẽ có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung, khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sử, cầu công việc hanh thông, mọi việc may mắn. 11 tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. May mắn còn có thần cát. May mắn còn có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Tuất nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12 tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây chúng ta đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 24 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!